Sáng mình nấu canh mớp tôm với chả cá. Giờ Linh đi nêm nếm luôn. Cho đây một ít muối, một ít bột ngọt, tí xíu đường, tôm. Tôm nấu canh mớp ăn nó ngọt lắm. Với Linh bỏ ít chả cá vô đây nè. Bỏ ít hành tím vô. Linh không có hành lá đó, Linh bỏ hành tím nó cũng thơm. Mà canh mớp của Linh cũng đã chín nè, Linh cũng nêm vừa ăn rồi đó. Linh nấu canh mớp với tôm gan, tôm thịt, gan mặn. Gan nãy giờ nó cũng đã khô rồi. Giờ Linh cho cái hành tím lên. Không có hành lá thì cho hành tím. Hành tím nó cũng thơm lắm. Cho nó xào qua xào lại cho nó chín cái hành là được. Rồi, cũng đã chín rồi. Chào cả nhà đã trở lại với kênh của Linh nha. Hôm nay Linh ăn cơm với canh mớp nấu tôm cả nhà, với ít chả cá. Còn ở đây là tôm Linh gan mặn, có ít thịt ba gọi đó, Linh bỏ vô Linh gan chung với tôm luôn. Gửi nay tấn công dữ. Giờ Linh mời cả nhà ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Hôm nay đói bụng ăn một chén cơm đầy cả nhà. Sáng giờ chưa ăn đói bụng quá. Nóng quá, mớp mà nóng mới nấu chín đem xuống ăn luôn nó nóng. Thịt gan chung với tôm này nó ngon. Chả cá này hồi nãy Linh ngắt cục, Linh bỏ vô đây. Thấy nó gầy gầy, tưởng nó không dai nhưng mà nó dai hết cái này. Chả cá này dai. Mình tưởng nó không dai, ai ngờ nó dai. Mỡ mỡ gì thích ăn mỡ mỡ nó ngon. Cái này Linh nấu bằng tôm sú với tôm thẻ lộn xộn. Đi chợ chưa quá không còn gì ăn cả nhà. Còn tôm cái Linh mua tôm với bịch chả cá. Về Linh thái mớp vô Linh nấu canh. Còn thịt này là Linh thìa hôm qua. Về Linh còn lại ít đó Linh bỏ vô tép Linh gan.
tôm nấu canh mớt nó ngọt. Mớt nó ngọt, tôm nó cũng ngọt, kết hợp nấu vô ngọt nó ngon. Tôm này nãy Linh lọc vỏ có mấy con, còn mấy con không có lọc vỏ, ăn nguyên vỏ. Phân phú, cái vỏ nó cứng, con thẻ thì cái vỏ nó mềm. Cả cá bỏ vô đây nấu canh ăn ngon thiệt. Linh thì thích nấu canh chả cá mà không chiên á, để gì mình nấu luôn. Còn anh xã của Linh á, ông thích chiên rồi rớt luôn. Linh bỏ vô đây mấy cục Linh nấu canh Linh ăn. Video Linh chia sẻ bữa cơm trưa đến đây cũng xin khép lại cả nhà. Cả nhà mà có món kênh của Linh á, vào xem ủng hộ cho Linh một like một chuông để làm động lực cho Linh nghe cả nhà. Video của Linh đến đây là xin chào tạm biệt cả nhà.